Những vấn đề của mùa sau trận thua thảm Brighton ngày ra quân. Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên, Brighton đã khiến huấn luyện viên Ten Hag của mùa phải chấp nhận một thực tại phũ phàng, đó là ngoại hạng Anh quá khắc nghiệt. Không chỉ các đội dẫn đầu mà mọi đối thủ đều có thể chơi hay và sòng phẳng với nhau. Mùa đã có kết quả giao hữu khá ổn với 3 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận. Lối đá cũng được cho là đã cải thiện. Tuy nhiên, người ta vẫn hoài nghi vì mấy năm gần đây, mùa dần trở thành một ông vua giao hữu. Nhưng vào giải chính thức thì vẫn xịt như thường. Trong trận đấu với Brighton, quỷ đỏ ra sân với đội hình mang chút bất ngờ khi cả Lukaku, McTominay và Jadon Sancho đều kịp bình phục và có mặt. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes và Eriksen được chơi cùng nhau, thay vì những lo ngại họ dẫm chân khi có hai số 10. Dù thiếu vắng Matthew do chấn thương nhưng Ronaldo vẫn phải ở trên băng ghế dự bị. Mùa thi đấu mà không có trung phong đúng nghĩa, Rashford tưởng chừng đá cao nhất, nhưng khi vào trận thì anh lại đá cánh trái. Khoảng 10 phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ thực hiện theo đúng chỉ thị pressing, dâng cao đội hình. Họ đã có cơ hội tốt sau nỗ lực của McTominay, bóng đến vị trí Bruno Fernandes nhưng tiền vệ này đưa bóng lên trời. Các cổ động viên sẽ càng tiếc nuối pha bóng này hơn khi mà sau đó Brighton cân bằng lại thế cục, mua trở lại tình trạng khó lên bóng. Phút 30, đội áo trắng xanh đoạt bóng ở giữa sân, điều bóng thần tốc sang cánh trái. Cựu cầu thủ Mudani Webb nhận bóng trong vòng cấm, căng ngang nhanh vào trong. Và không ai ngăn được Pascal Gross mở tỷ số. Mùa sau đó sốt ruột dùng bóng lên phía trên nhưng thiếu sự thanh thoát. Đến phút 39, một lần nữa đội chủ nhà dính đòn phản công và Gross đã hoàn thành cú đúp của mình với thêm một pha dứt điểm gần cầu môn. Sang đầu hiệp 2, như một điều bắt buộc, Ronaldo được vào sân. Sự có mặt của CR7 phần nào đã giúp Mu tăng cường độ và tinh thần tấn công. Tiếc rằng, Rashford đã bỏ lỡ hai cơ hội tốt ở cự ly gần. Sau nhiều nỗ lực, quỷ đỏ cũng có được bàn rút ngắn tỷ số khi trong một tình huống lộn xộn sau pha phạt góc của Bruno. Tiền vệ Mark Allister không phối hợp tốt với thủ môn nên đã không may phản lưới nhà. Những phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Ten Hag không tạo đủ sức ép, gần như chỉ có thêm những pha hãm thành đối phương từ tình huống cố định. Trong khi đó, đội khách bình tĩnh điều bóng trở lại. Trận đấu kết thúc sau những pha câu giờ thành công của Brighton bên cánh phải. Đây là nỗi buồn với các nhiều cổ động viên của Man United. Đội bóng được kỳ vọng làm tốt hơn thế, nhưng màn trình diễn thì vẫn thấy bóng dáng như mùa trước. Có lẽ đã đến lúc cần thay đổi cặp McTominay Fred, những người đã được thi đấu cùng nhau quá nhiều nhưng không tiến bộ. Họ không phù hợp cho việc luân chuyển bóng trong lối đá kiểm soát và giờ cũng không còn đảm bảo tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự nữa. Lúc ra có thể đã trở lại hơi sớm sau chấn thương, cảm giác bóng và tốc độ đã giảm sút, có lẽ phương án Malaysia sẽ được cân nhắc ở những trận sau. Sự cơ động và khả năng đấu tay đôi quyết liệt của hậu vệ người Hà Lan có thể hữu ích để ngăn cầu thủ đối phương tự do xử lý bóng bên cánh. Sancho và Bruno cũng chơi dưới sức. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn để mất bóng và những đường chuyền đột biến thì thiếu đi sự chuẩn xác. Không còn là một Bruno của 2 năm trước nữa khi anh kiến tạo và ghi bàn liên tục. Chính điều này đã khiến khán giả phải hướng đến Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch đã cho thấy nhãn quan sắc bén, điều bóng chuẩn mực. Nói một cách vui vẻ, hiệp 2 Eriksen thay cả McTominay lẫn Fred ở giữa sân. Một ý kiến không tệ, đó là ở các trận sau, hãy giao vị trí trung tâm cho Eriksen và Martinez. Cầu thủ người Argentina trong lần đầu đá Premier League đã cho thấy sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Sở hữu khả năng tranh chấp tốt, kéo bóng nhanh và chuyền bóng thông minh, Martinez có thể sẽ tạo nên sự kết hợp thú vị với Eriksen. Cầu thủ vẫn hay cho anh đi nhờ xe đến sân tập. Với Ten Hag, ông chắc hẳn rất thất vọng khi bao nhiêu sự chuẩn bị bấy lâu đã không được áp dụng chút nào. Chắc chắn chiến lược gia người Hà Lan sẽ rút ra được nhiều điều sau trận đấu quý giá này để kịp thời điều chỉnh, chuẩn bị tốt hơn cho những cuộc chiến tiếp theo. Nhiều người mong rằng ông không đi theo vết xe đổ của Solskjaer trước kia, đó là lựa chọn đội hình không dựa theo phong độ. Ten Hag đang siết kỷ luật thép, do đó ông cần giữ vững lập trường cho việc không ai lớn hơn đội bóng để từ đó ra những quyết định nhân sự tốt nhất. Ngoài ra, vẫn còn thời gian trên thị trường chuyển nhượng, ngân sách của Mu vẫn đang còn. Trận thua này có thể là động lực quan trọng để họ xem xét mang về những bản hợp đồng mới, gia cố cho những vị trí còn mỏng người.